động trong lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025 giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Để đảm bảo quy trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì lễ đón tàu đã được tổ chức trực tuyến. Toàn thể thủy thủ đoàn cùng với các nhà khoa học trên tàu sẽ không vào đất liền trong suốt quá trình khảo sát. Phóng viên Việt Linh sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Đây là chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ 7 của tàu viện sĩ Oberlin trên vùng biển Việt Nam. Dự kiến trong lần khảo sát này thì gần 40 nhà khoa học hai nước sẽ cùng tiến hành khảo sát và nghiên cứu trên vùng biển Đông của Việt Nam trong vòng 1 tháng. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trước chuyến khảo sát, thủy thủ đoàn và các nhà khoa học đều được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19. Tàu được phun khử khuẩn trước và sau khi rời cảng. Chuyến khảo sát nhằm cập nhật tư liệu về đa dạng sinh học, môi trường, các loại sinh vật biển có chứa hoạt tính sinh học và các chất hoạt tính nhằm phục vụ nghiên cứu y sinh dược ở vùng biển Bắc Trung Bộ Việt Nam, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và hóa sinh vùng đáy biển sâu của Việt Nam. Những kết quả thu được trong chuyến khảo sát sẽ được các nhà khoa học hai viện Hàn Lâm cùng sử dụng và công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Viện Hàn Lâm Khoa học Nga thì cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhà khoa học của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu biển. Thông qua các chương trình này thì chúng tôi học hỏi các kỹ thuật mới của bạn và đồng thời cũng là tham gia vào đào tạo cán bộ hai bên. Đây cũng là cơ hội để củng cố và khẳng định quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học công nghệ biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời góp phần tăng cường sự hiện diện của lực lượng khoa học tại vùng biển Việt Nam, bổ sung thêm minh chứng khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.